giờ là vấn đề về cái đường hay là về cái đường dây điện? Đường dây điện đây. Đây, cởi xe bay qua đây. Cái rổ nè, một cái nhưng mà cũng cỡ, bình cỡ. Bây giờ anh máy múc đang chỗ tài rửa cá, coi cái đống cá của mình thành phẩm như thế nào đây. Á, nguyên một xô lầy luôn, thấy căng rồi đó. Thế bây giờ sẽ rửa sạch, á, bùng lầy rồi đó, quá đã luôn. Anh Dũng nha, anh Dũng. quê đâu anh? Anh Huế. Là người miền Bắc đúng không ạ? À, đó. Phải giới thiệu với cộng đồng mạng mới biết được chứ. Quay đăng lên nhé. Đưa lên mạng cho dân mạng trầm trồ về cái bay. Cái đống cá lớn thiệt lớn này. Quay cái cảnh thu hoạch lúa, đồng ruộng, bắt chuột nữa, bây giờ thì bắt cá. Quá nhiều rác. Rác này không là rác nylon mà rác cây cối à. À, cái nước này nó có chắc cả chục nước quá. À, có cái rổ này cũng lớn lắm nè. Này, lấy cái chụp này đi. Đó. Cái chụp này rửa cá ngon nè anh. Không sao, cái này em rửa cá riết à. Quá trời cá luôn. Anh tính là bắt kho hay là chiên xù? À, chiên cho nhanh đi, cũng đói rồi. Bây giờ là 12 giờ đó, 12 giờ 7 phút luôn. Mê bắt cá quá rồi. Bỏ vô cái rổ này rửa nhanh hơn. Nói chung là bỏ rác ra khó lắm anh. Đó, coi cái sản phẩm nè. Nhớ cục tay không nổi luôn. Khiên lên. Ồ, cái này chắc chục ký quá. Đó, các bạn thấy gì kìa không? Quá đã. Kết với con cá mày Vinh này nè. Bự hai ngón tay á, quá trời luôn. À, tôm tép bây giờ đi vô hết luôn. Quá đã. Vậy mới gọi là bắt cá chứ.
mình chẳng có gì ngoài cá. Đấy, em có thấy con cá chê chê trắng nữa kìa. Cơm ngon mà.